là thiết bị đếm thời gian. Mình sẽ giới thiệu sơ cái cách kết nối ha. Chân số 1 là chân dương, số 2 là âm của thiết bị, nguồn của thiết bị. Số 3 là chân âm của cái MOSFET là output. Số 4 là chân âm của cái tín hiệu input. Và chân số 5 là cái chân dương. Khi nào mình kích cái chân dương này á, là nó sẽ bắt đầu nó đếm thời gian. Chút xíu nữa mình sẽ lấy cái chân số 5 này mình kích cho chân số 1 thì bắt đầu nó sẽ đếm. Và cái chân số 6 là chân reset. Reset có nghĩa là khi nào mình kích á, mình kích từ xa á, mình kích bằng cái nút nhấn á. Khi nào mình kích từ chân số 3 và số 6 á, tức là số 6 mình cấp cho nó một chân 0V thì nó bắt đầu reset về 0. Và chân số 7 là output của cái MOSFET. Output này khi trường hợp ví dụ như lúc nãy mình đang cài là 15 giây, khi nào 15 giây thì nó sẽ output ra và điều khiển một cái còi. Và cứ nhớ là cái này là MOSFET nha các bạn, chứ không phải là relay nha. Còn cái số 8 này là cũng output MOSFET luôn, nhưng mà có thể là mình cứ cài khi nào bắt đầu nó đếm thì nó sẽ có cái output cho mình, thì tùy theo nhu cầu của mình thôi. Ở đây thì mình đang có câu sẵn này các bạn thấy không ạ? Nè, thứ nhất là mình cấp nguồn cho thiết bị là nè. Nguồn mình đang cấp là thiết bị là 19V. Và cái này là dân âm này, mình nối này, nối chân âm này, màu xanh này. Tức là chân số 4, số 3, số 2 mình nối lại với nhau ha. Còn chân số 5 thì nó là không, nó là dương. Rồi cái thiết bị này, còn cái chân số 7 này thì mình vô cái còi đây à. Số 7 thì mình vô chân này, số còi này. Và một cái còi, một cái chân dương mình sẽ coi cái còi đây. Các bạn thấy không? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thấy nó không không này. Mình lấy cái chân kích này, mình đang để câu chân số 5 này, mình câu vô cái chân số 1 là khỏi là dương ha. Bắt đầu nó đếm. Đó, mình để im luôn. Mình để im luôn. Thay vì mình lấy nút nhấn thì mình không có làm nút nhấn mất công, thì mình kích cho nó cho các bạn xem thì nó cũng DC, nó cũng không nguy hiểm gì. Đã tới 12, 13. Rồi bây giờ các bạn để ý nha, mình thả ra này nên không đếm nữa. Bây giờ mình cấp tiếp tới 15 thì nó sẽ output, cụ thể là mình đang câu cái còi ha. Này, tiếp tục đếm này, thấy không ạ? Đã còi kêu rồi đó, thấy không ạ? Này. Cái còi nó báo alarm, nó blast này. Đó. Bây giờ có hai cái trường hợp để mà reset cái này lại, là reset bằng nút nhấn hoặc là reset bằng cái tiếp điểm, là cụ thể là chân số 6 này, thì cái này thì mình reset bằng cái này. Đó, xong.